Ngươi ném đi đô mà ngươi xem sao nào liên hệ mấy số điện thoại 0349 653 147. Đầu tiên á cái mùi khoáng 50 này bữa ăn kia dặn em áo cửa kim ngân hàng cô bê cố anh quay để anh coi anh dặn mùi 50 50 mà đây có 48 à. Nó ghi đây 50 này. Đó là cái bông tạ mà đúng ngoài này 50 này mùi này mùi 50 chắc nó mì mòn bực rồi nay người ta mai bực này người ta mai bực đấy đấy hèn gì đây này ta mai bực đấy này. Ngoài này còn có 48 năm à. Rồi, anh xem được cái thịt lợn chứ. $200.000. Mùa này 200.000 nhá. Được thì anh liền nghe em á. Lên ba cái mùi ta rổ này một mùi là 20 mùi này là 30 mùi này 33 30 100.000. XZ1 100.000. Lên hai cái đầu nổi này. Một cái hàng túng này. Đầu 1 phân hải. Cái này thì không có hiệu. Cái này dài 15, cái này 12. Đâu nổi. Hai cái 70.000. XZ2 70.000. Lên hai cái mùi khoáng này một mùi là 19 này mùi này 19 mùi này 19 năm này hai mùi 100.000 là chiều dài của nó đấy tiết kiệt 3 100.000 kéo lên cái kẹp này để kẹp kẹp lửa vô đây không thể hiểu dài là 13 60.000 dệt 4 60.000 tiếp theo một cái khóa chia của hàng tốp 46 50
Rồi, 90.000. Ít dệt 5. Tiếp theo cái cào này. Nó ngam của nó là kẹp được 10 phần á, 10 cm của hàng tổ. Con riêng nguyên hình này. Mất cái này đó, mất cái nụm. Một trăm nghìn. Ít chết sầu. Một trăm nghìn. Tiếp theo cái này. Này hàng xanh ký. Nó mở tối đá kẹp được là 10 cm. Này thì sầu hơn. 80.000. Thì con đến hết cho mất cái nụm đó. Ít tiền bài. Đây cái kim mỏ quà 80.000. Cái này của hàng Lotte. Ngàm rắn nhuyễn đó. Rắn nhuyễn. Cái này dài là 22. Ít dệt 8. 8. Tiếp theo cái này. Này của hàng Trác. Có cho chít đấy. Dài lắm. 80.000. Răng con nguyên đấy. Ít chết 9, 80.000. Lên 2 cái lễ này. Khóa 2 đâu này, 10, 12. Không có hiểu. Một cây 19, 21. 19 để xoay này. Nó hơi lúc lắc. Bên này thì chưa xoay được này. Nó kẹt. Hai cái này 60.000. Rồi hai cái này 60.000. Cái dệt 10 60.000. Xem lên cái đầu này. Đầu điệu này. Đầu này là đầu 21 á. 21. Đầu mở là đầu 41. Ở này 100.000 á, nặng 2 kg 2 á. Nặng tiếng xịp nó cũng nặng á, tiếng xịp nó phải 50 á. Tiếng xịp cái này phải 50.000 á. Ít dệt 10. 100.000. Em đến cái này. Này tối 8 một tổ. Đầu này là 21. Đây. Đầu này 21 này. Đầu này là 42 này. 41. 41 á. 41 á, đầu này 41 á. Đầu này 21 này. Rồi 100.000 luôn. Nay còn 100.000. Thì anh mời mẹ anh mở xe tải. Cái lỗ này là lỗ 25 à. Ít dệt 12. Hai đâu. Lấy cái kim nguôi hàng két mắt. Dài tổng là 20 á.
size 20 hàng cổ á. Chín mươi nghìn. Chiếc dẹt 13 90.000. Đến cái cuốc chim này hơi rổ á, hàng con chuông chuông rồi về về anh cắt lại đấy, đã đập lại thành cái cạc á, cái hai đầu á nó dài tổng là 65, này hơi rổ á, hơi rổ nó nặng là 2.7 2.8, nặng là 2.8 trăm bá. Giá trên này thì chưa có phí ship. Ít dẹp 14 này. 130.000. Tiếp theo cái này này. Này nó đóng là 3 kỳ này. Nó đóng 3 kỳ này. Hàng con cái hàng rồi này. Tổng giá của nó là 57. Nặng là 2.8. Cái này đi lạng hơn. Cái này 140. Một trăm bốn mươi nghìn chưa có phí ship. Ít chết 15, 140.000. Về cắt lại. Nên ba cái dùa này á, dùa tròn, dùa nhỏ, ít dùa quá, khó quá, ít quá. Đây cái đèn này, ngoài hình đi còn như này nữa, 60.000 nữa. Đây này dài 17. Ít dẹt 16. Lên cây như này. Này của Get Money. Đâu rồi? Đây. Tổng dài của nó là 38. Như đâu rồi đấy. Rồi cái này 230. Ông đông. Ít dẹt 27. 230.000. Lên cái lưỡi rìu này. Nó bể đấy này. Bể đấy. Lưỡi này thép rất cứng. Thép đâu này cứng lắm. Em mai mà. Được như này thôi. Lưỡi này to. Chiều này là 19. Cái bảng lưỡi của nó là 14. Dày lắm. Dày. Nặng 2.8. Nặng 2.8. 210.000.
Nhân dệt 18 210.000. Theo cái lưỡi này. Lưỡi này thì rổ. Rổ về bực củi. Lưỡi này nặng là một kia 750. Chiều này là 19. Chiều này là 6,5. 750. Rồi cái này 120. Dẹt 19. 120. Lên cái búa này. Búa này hàng Yamaguchi. Vỏ nước này 101. Vỏ đi trầy đây. Đường kính cái đầu đặng là 2,7. Tổng dài là 37. Nặng là 6,5 lượng. 101. Ít dệt 20. 50.000. Nên ba cái giá độc dậy. Tại vì mà. Tại vì mà. Này thì nhôm nhựa vậy đấy, nó cũng khá nặng á. Ba cái này. Nó khóa đây này. Mở nhắn. Cái này đều có cái khóa đấy. Tiền lắm á. Rút ra thấy lười đấy. Bàn này 70.000. Này cái dệt 21 70.000. Theo lên búa. Một cái búa này, búa go dưới đây này. Nhỏ. Này dài 18 này, 50.000. Người ta cầm gọi gọi nhẹ nhẹ đấy. Cái tiệt 22 50.000. Và bốn cái đầu búa này nhỏ đấy, vài lượng đấy, một cái thì vài lượng đấy. Thẹp này thẹp sứa rất là tốt. 100.000 đấy, bốn đầu này 100.000 đấy, nhỏ đấy. Dệt 23. Rồi bốn cái này. Bốn cái bốn form khác nhau á. Nhỏ đấy. Này. Nhỏ đấy. Rồi bốn cái 100.000 nhỏ. Cái dệt 24. Tiếp theo một chùm bùa luôn á,
200.000 không có 7 cái. Ít dệt 25. 200.000. Đây một cái kẹp như này. Nó dài là 14. Miệng của nó là 2,5. Kẹp tay. Trong này thì cái răng nhỏ nhỏ đấy, vẫn còn răng đấy. Trăm hai. Cái dẹn 26. 120.000. Đây cái đục sẹn 289. Đục này đâu 17 lý á. Chữ đấy mà hơi mơ ra. Tổng dài là 38 nắm. Bảng ở đấy là 10. Ở đấy là 13. Đục xẻ 17 lý. Cái dẹt 27, 29. Hai cái lưỡi đục gỗ này. Năm mươi nghìn. Bảng này là 2,2. Bảng này là 3,2. 50.000. Ít dẹt 28. 50.000. Quả cái đôi chuột 17, 19. Quả hàng tốt. 120. Ít dẹt 29, 120.000. Ba cái này một cây 17, 21. Cái này 17, 21. Này 24 này. 24 đó. Ba cái này. Rồi. 104. Ít dệt 30, 140. Nên ba cái đục gỗ này có mọc hết đấy. 120. Cái này là 1,2. Cái này là 9. Cái này là 3. 120. Cái dẹt 31. 120. Có cái thước này nhỏ nhỏ 60.000. Dài 12 năm này. Bảng này là 8,5. Thức góc. Góc
Thịt dệt 32 60.000. Lấy 3 lưỡi cắt cỏ, 1 lưỡi 40.000. Đầu tiên này. Đường kính là 22. Cột là 25. Thịt dệt 33. 40.000. Theo lưỡi này đường kính là 24. Cột là 25. Thịt dệt 34. 40.000. Theo cái lưỡi này đường kính là 22. Cột là 22.5. Thịt dệt 35. Lên cái đột này 60.000. KTC 4.5 ly 60.000. Này dài là 18 này. 36 60.000. Lên mấy cái quả. Quả này kia đúng. Quả chia với quả văng. Đầu tiên 10-12 KTC 1/2 9/16 10-47 KTC. Mười một phần mười sáu, ba phần tư của tổ. 19-21. Hai một hai ba. Rồi khóa vòng gồm có 10-12 super, 12-14 KTC. 19-21 KTC. Này thì thép alloy hơi rỉ rổ đấy. 19-17 KBS thép alloy. 22-24 toner thép alloy. 220.000. XZ 37 220.000. Quả kim cắt hàng MCC size 300ml, cắt được cặp 5 ly. Miệng này 130.000. Thiết diệt 38 130.000. Tiếp theo kim này. Này em biết gì? Cái được cạp 6 lý size 350 hay 140. Mất cái vỏ đấy. Lời con Nguyễn. Cái này cắt nhẹ hơn này. D10 hả? XZ 39 140. Lấy kim cắt này. Này là hàng MCC á, size 900.
6900 miền. Này cắt được cạp 16 lý. Này. Này muốn mở to hơn nữa đi em ăn về chiếc cái này lại. Chiếc vào thì nó sẽ mở to hơn. Thì mai em thử chiếc vào á. À rồi. Tới. Rồi, cái này 8,5 á. Này chưa bao con vị trí đó. Nặng lắm. Nó nặng là 6,3 thôi. Pin dẹt 40. 8,5. Qua cái này 750 mm. Cũng của hàng em xí. 750 hàng em xí. Lưỡi đó, con Nguyễn. 690 này. Này mở đi thoải mái luôn. Ok, mở ít thì biết. Chắc đang kẹt. Rồi, rồi. Này cắt được cạp 13 lý á, nó ghi là cắt được cạp 13 lý này. Sáu trăm chín mươi nghìn. Eto lấy cái Eto 3 1/2 tem này. Miền của nó là 8,8. Quay ra cái vô bình thường. Ít trơn lắc lắm. Này nó đang hơi kẹt. Miệng lắng. Còn này chưa sai mấy đó. Khoảng 7 nó hư mất. Rộ mất. Ốc của nó này. Sáu trăm rưỡi á. Cái này nặng 4,5 kg á, nặng 4,5 kg. Ít dẹt 42, 650 nghìn. Đây kia lắc tay này. Có kia để kẹp cạp này. Này kẹp được cỡ 10 lý đấy. Đây, nó kẹo được 1 tấn á. Xong trộn vào đây. Đảo chiêu đấy. Đảo chiêu này. Yeah.
rồi đấy cạp nó đấy phần cạp mở được nó vào khoảng 80 chứ tính cái đầu này này rồi đảo chiều đáy quay lên này thì bình thường phải lắc như này này mềm quay tròn luôn cho nhắn bạn để cái này tí thì nó kẹt quá. Đây rồi, đây nữa rồi. Rồi nặng 4,5 kg, 450.000. Cái chẹt 43 450.000. Rồi video em kết thúc rồi. Chào cảnh, hẹn cảnh clip tiếp theo.